trường học nắm giữ rất nhiều vai trò đặc biệt cần thiết cho cuộc sống của tất cả mọi người trên trái đất. Do đó, ở danh một, chúng em chỉ tập trung vào những vai trò phổ biến nhất và dễ hình dung nhất để mọi người có cái nhìn thật rõ ràng về ngành nghề này. Ở phần đầu tiên là hình ảnh nhà môi trường học đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hay nói một cách ví von hơn, chính là thế giới. Nhà môi trường học có nhiệm vụ quan sát, quản lý môi trường, tìm ra những nguồn năng lượng mới từ môi trường. Sang phía tiếp theo chính là hình ảnh nhà môi trường học đang chăm sóc cho các loài động vật. Chẳng những vậy, nhà môi trường học còn phải làm những công việc liên quan đến khoa học, kỹ thuật như nghiên cứu công nghệ, xử lý ô nhiễm, xử lý nước thải, rác thải. Do nhà môi trường học còn khá lạ lẫm nên cũng có khá nhiều nhận định về ngành nghề này. Vì vậy, gian 2 chúng em chỉ tập trung vào khó khăn và thuận lợi. Ở gian này, bọn em chia thành 2 phần, một phần là khó khăn phải đối mặt, một phần là sự ủng hộ từ những người có cùng suy nghĩ hay nói cách khác là thuận lợi. Đối với mặt khó khăn của nhà môi trường học chính là sự phản đối từ phía những người không quan tâm đến môi trường. Những con người với một đống rác xung quanh, không tái chế, không phân loại mà chỉ biết đốt rác cháy. Không những thế, họ còn đốt rừng, chặt phá cây khiến cho không khí ngày càng ô nhiễm. Có lẽ họ cho rằng trái đất to như vậy, mặt đất không gian bao la thì việc gì phải bảo vệ và sử dụng tiết kiệm các tài nguyên. Chính vì suy nghĩ ấy nên khi các nhà môi trường học đứng lên kêu gọi mọi người thì đã bị phản bác thậm tệ. Mặt thuận lợi thì chúng em đã làm cho nó có một màu sắc tươi sáng hơn mặt khó khăn. Vì lúc này, nhà môi trường học đã bắt đầu có được sự ghi nhận từ mọi người. Hình ảnh mọi người vây xung quanh nhà môi trường học, biết cách tái chế rác thải cũng góp phần nói rằng nếu chúng ta biết kiên trì thì sẽ có ngày suy nghĩ thay đổi của mọi người xung quanh. Gian 3 được chia thành 2 tầng. Tầng trên là thành quả, là sự thành công khi mà mọi công sức, nỗ lực đã được đền đáp. Đó là sự trong sạch thiên nhiên, là nơi mà loài vật và con người cùng chung sống hạnh phúc trong một không gian thoáng mát, sạch sẽ, không tồn tại sự ô nhiễm. Còn tầng dưới thể hiện cho những sai lầm của con người trong việc bảo vệ môi trường. Đây là hậu quả khi những nhà môi trường học đạt được thành công lại bỏ bê ý nghĩa thực sự của công việc hoặc họ chọn những bước đi sai lầm. Chỉ cần lỡ lầm một phút, quá theo đuổi tham vọng và tiền bạc mà quên đi ý nghĩa thực sự của một con người đáng lý ra phải bảo vệ môi trường. Hai tầng được liên kết với nhau bởi một cầu trượt, càng về phía dưới, nó lại dần chứa đầy những chai nhựa, bịch ni lông, rác thải và đưa tới một cái hồ, nơi mà ngập trong sự ô nhiễm, nơi mà khi việc bảo vệ môi trường không còn được xem trọng. Đây thể hiện cho sự thất bại trong việc tiếp tục thực hiện đúng ý nghĩa của nghề sẽ dẫn tới những hậu quả mà tất cả chúng ta sẽ phải chịu chung. Phần đèn bên trong chữ ớt được cấp năng lượng bởi cối xay gió đặt kế bên, đại diện cho cái năng lượng tái tạo như sức gió, sức nước, như một lời khuyên sử dụng cái dạng năng lượng tái tạo từ thiên nhiên. Lúc mà tụi em làm mà bị thiếu nguyên liệu, tụi em phải đặt mua trên Shopee. Là thời gian mà nó giao hàng tới rất là lâu, cho nên trong thời gian đó thì cũng không có biết làm gì hết trơn á. Với lại là lúc mà nguyên liệu đó về tới rồi thì lại là phát hiện thiếu một vài cái nguyên liệu nhỏ nhỏ khác nữa. Gặp một số cái trục trặc khi mà tụi em không có tính toán kỹ càng trong lúc làm. Với lại là có một số vấn đề phát sinh mà tụi em vẫn chưa chuẩn bị trước được. Rồi còn phải chia công việc ra sao cho nó hợp lý nữa, không để ai rảnh tay để có thể hoàn thành xong mô hình nhanh nhất. Em muốn mọi người như là có thể biết rộng rãi về cái thông điệp đó hơn, cũng như là nâng cao ý thức của mọi người hơn, để cho mọi người thấy được rằng là không phải cái gì nó cũng trường tồn mãi mãi, mọi người phải chung tay góp sức để bảo vệ nó tốt hơn. Đây là một cái khía cạnh rất là mới luôn mà em chưa từng thấy luôn. Nếu mà mình làm được cái mô hình này và cho mọi người thấy được cái ý nghĩa của nó thì mọi người sẽ cảm thấy là yêu quý cái môi trường này hơn và cũng có một cái nhìn mới về cái ngành nghề liên quan tới nó. Phải cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, cố gắng tái tạo lại môi trường mà mình đã phá hoại.